Kiến trúc Akisa, uy tín từ chất lượng, ấn tượng từ thiết kế. So với cái mẫu thiết kế cũ của chủ dự án ban đầu ấy, thì chú thấy cái không gian cũng rất chật hẹp. Hai nữa là rất là nhiều cái rất bất tiện. Và cái sử dụng cũng công năng sử dụng cũng không được nhiều. Và nói về mỹ thuật thì cũng không có gì là kiến trúc đẹp cả. Nhưng mà sau khi hoàn thiện nhà theo cái kiến trúc của công ty Akisa, mà trực tiếp là giám đốc Tuân đây là người trực tiếp mà bám sát cái kiến trúc đấy, thì cô chú cảm thấy mọi thứ đều rất hài lòng. Còn thì không biết là chú thì rất hài lòng rồi, cô thì không biết là cô rất là hài lòng, tuyệt vời, trên tuyệt vời. Cái điểm yếu của cái nhà này là xây thô từ cách đây hơn chục năm rồi, nó theo một cái lối mòn kiến trúc cũ, tư duy theo thiết kế cũ, những cái không gian tổ chức nó rất là chật hẹp, nó bị bí, nó rất là tối. Nhưng mà cái diện tích thì nó chỉ bị giới hạn trong khoảng tầm 80 m² thôi. Đó, thì cô chú có yêu cầu làm sao mà nhà cô chú phải thoáng, rộng và phải rất là sáng. Lại có thêm một cái gara nữa thì đấy một cái hơi lo lắng. Và diện tích thì nó không phải quá lớn. Đấy. Thế thì khi mà các kiến trúc sư Akisa bắt tay vào làm việc thì đã phải xử lý rất là mạnh mẽ trong vấn đề kết cấu. Phải di chuyển cột này nọ hay là di chuyển tường, rất nhiều các không gian để tổ chức lại để cho nó phù hợp. Tổng thể là hài lòng rồi, nhưng mà chú thì thường xuyên ở tầng 1 bởi vì phòng làm việc đây. Vâng. Với ở tầng 1 đây chú rất ưng ý về tầng 1. Vâng ạ. Và những cái tiện ích khác của tầng 1 cho các tầng khác. Thế còn không biết là cô thì không biết gặp bó thế nào nữa, cô cái thấy nhất ấy, gọi là nhất thì chỉ nêu một phòng thôi, đúng không ạ? Như cô thì mình rất tập trung nhiều nhất là ở phòng bếp, cho nên là cô thấy phòng bếp mình là cô cũng ưng ý nhất. Và cô chú cũng nhìn nhận đấy là công ty Akisa là một công ty mà các bạn là có chuyên môn tốt, trẻ, năng động, cho nên là chắc chắn sẽ có cái cơ hội phát triển rất tốt. Nếu như mà cô chú và bản thân ngay cả bạn bè cô chú đến đây cũng hỏi thăm là sao nhà đẹp thế thì bao giờ cô chú giới thiệu là bạn Tuân.